Tới đây chắc các bạn cũng biết video vẫn chưa thể nào kết thúc. Thanh gươm tối thượng thực sự trong Saber, Haoken, Ikros, Bá Vương Kiếm, thanh gươm được tập hợp sức mạnh từ tất cả những thanh gươm còn lại. Khi con người thức tỉnh được thanh gươm được rèn đầu tiên, thanh Bá Vương Kiếm sẽ thực sự thức tỉnh, rơi xuống từ bầu trời ngàn sao vào thẳng tay của nhân vật chính. Bá Vương Kiếm, thanh gươm của những vì sao, tạo hình của nó là tông màu vũ trụ với phần lưỡi kiếm xanh, thân kiếm thể hiện bằng một mặt trời đỏ rực cháy kết hợp cùng với những vị trí được định sẵn trên phần lưỡi kiếm sẽ tạo ra những đòn thế cực kỳ mạnh mẽ từ thanh Bá Vương Kiếm. Là thanh gươm mạnh nhất trong toàn bộ series, cũng là đối trọng của Kamen Rider Solomon. Sức mạnh của Ikros Saber dựa hoàn toàn từ thanh Bá Vương Kiếm vì anh chỉ sử dụng quyển Wonder Book Ray Dragon chứ chẳng hề cần tới quyển Wonder Book nâng cấp nào cả. Bá Vương Kiếm có khả năng của tất cả những thanh gươm còn lại, triệu hồi đến những phân ảnh từ những rider khác và tạo những cú chém cực mạnh từ phân ảnh đó, phá tan những quyển sách từ ngày tận thế của Kamen Rider Solomon tạo ra. Khi có được thanh gươm này trong tay, Toma đã gần như là kẻ bất bại của phim. Nếu không phải có một số biến cố do biên kịch cũng như là kẻ phản diện cuối cùng Storius thì mấy ai có khả năng chống lại được sức mạnh tối thượng của vũ trụ từ thanh Bá Vương Kiếm này. Với toàn bộ những sức mạnh từ những thanh gươm khác tiềm ẩn thêm sức mạnh từ vũ trụ, vị trí top 0, vị trí đứng đầu trên chuỗi thức ăn, gọi tên Bá Vương Kiếm cũng là chuyện hiển nhiên.